Đón xem tập 4 Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 17 tháng 4 năm 2020 trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 20 giờ 50 phút chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1.